Chào các bạn, trong bài tình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một thành phần nữa bên trong Bootstrap. Và trong bài tình hôm nay là chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phần panel trong Bootstrap. Bây giờ các bạn hãy mở Reviver lên, sau đó các bạn hãy mở lại website của chúng ta lên. Trong website các bạn hãy mở lại trang ví dụ 1.html lên. Bây giờ chúng ta hãy CSS file này thành tên file là panel bootstrap. Bây giờ tiêu đề của bài học hôm nay của chúng ta là cách tạo panel trong bootstrap. Chúng ta cũng tạo tiêu đề H1 cho bài ví dụ này. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ tạo một div với class là container. Khi chúng ta thiết kế giao diện web với Bootstrap là bên trong Bootstrap nó đã xây dựng sẵn cho chúng ta các class rồi, và những mẫu giao diện là nó đã có những mẫu template sẵn rồi. Chúng ta cứ viết đúng như vậy là nó sẽ ra đúng giao diện đó cho chúng ta. Do đó là những mẫu này là các bạn phải thuộc cách viết luôn. Nói chung là chúng ta phải nhớ các class của nó để chúng ta gọi ra, chúng ta dùng thôi. Chúng ta sẽ tạo ra một dòng bằng div class row. Bây giờ thẻ H1 này chúng ta cho nó nằm trước div class row này. Bây giờ trong dòng này, để tạo ra một panel, chúng ta sử dụng div class panel. Class panel này là bạn thấy là nó đã tạo sẵn cho chúng ta rồi, chúng ta cứ gọi ra thôi. Đối với một panel, thường thì nó sẽ có phần tiêu đề và nó sẽ có phần nội dung. Các panel này là các box bên trong giao diện trang web của chúng ta, và các panel này sau này chúng ta sẽ dùng nhiều. Bây giờ phần tiêu đề của panel thì chúng ta sẽ dùng div class, và chỗ này chúng ta gọi class là panel hidden. Đây là phần đầu của panel. Và trong phần đầu này là chúng ta sẽ có tiêu đề của cái box này. Panel là một cái box thôi, giống như là trong phần cơ bản chúng ta thiết kế giao diện. Ví dụ chúng ta có box hỗ trợ online, rồi box thống kê website, rồi box danh mục sản phẩm. Thì phần này là phần tiêu đề. Bây giờ trong một box thì chúng ta sẽ có phần nội dung của nó. Do đó chúng ta sẽ sử dụng một div với class là panel body. Panel body là phần thân của cái panel này, có nghĩa là trong cái box thì chúng ta phải có nội dung bên trong đó. Và bên trong này là phần nội dung của box. Và nội dung của box là gì thì chúng ta sẽ viết vào bên trong này thôi. Bây giờ chúng ta lưu lại. Bây giờ các bạn review thử. Ở đây là chúng ta có phần tiêu đề, chúng ta có phần nội dung của box này. Bây giờ chúng ta sẽ định dạng cho cái phần panel này. Bây giờ để định dạng cho panel thì trong class panel này chúng ta sẽ sử dụng là panel. Ví dụ như là chúng ta sẽ sử dụng là panel default. Chúng ta có thể sử dụng lại các class ngữ cảnh, ví dụ như là default, primary, set, info, danger, để chúng ta tô màu cho panel của chúng ta. Các bạn thấy là khi chúng ta sử dụng class default là cái phần tiêu đề hidden này là nó mặc định sẽ là màu xám trắng. Còn bình thường nếu chúng ta để class panel không thì nó chỉ có cái tiêu đề thôi và nó có nội dung thôi, nó không có cái đóng khung này và nó cũng không có nền. Chỗ này chúng ta có thể sử dụng các class ngữ cảnh khác
ví dụ như là panel, primary. Đối với last panel primary, chúng ta sẽ có cái phần hidden được tô nền là màu xanh như vậy. Bây giờ để thử thì chúng ta copy cái phần div này xuống để chúng ta thử, chúng ta xem màu của các panel. Chỗ này chúng ta xài default. Chúng ta có last primary. Rồi chúng ta có last panel info. Đối với panel info, cái phần nền của chúng ta sẽ là màu xanh nước biển nhạt. Ví dụ chúng ta có panel success. Đối với panel success thì chúng ta có màu xanh lá cây nhạt. Chúng ta có panel, ví dụ như là warning. Warning là last ngữ cảnh dùng để cảnh báo. Ví dụ sau này chúng ta xuất hiện ra những panel cảnh báo thì lúc giờ nó có màu cam nhạt chỗ này. Ví dụ chúng ta có panel danger. Đây là cảnh báo nguy hiểm. Ví dụ sau này chúng ta sẽ xuất ra một hộp thông báo lỗi. Lúc giờ nó sẽ là màu đỏ nhạt chỗ này. Vậy là chúng ta có thể tạo được các panel. Và trong các panel này chúng ta sẽ bố trí dữ liệu. Ví dụ sau này cái box này sẽ là box danh mục sản phẩm. Rồi trong đây chứa các danh mục sản phẩm của chúng ta. Rồi box này ví dụ là box hỗ trợ trực tuyến. Và trong đây chứa các nickname hỗ trợ trực tuyến. Rồi ví dụ đây là box thống kê website. Và mỗi một box này chúng ta có thể dùng các last ngữ cảnh để chúng ta tô màu. Và đây là những màu mặc định bên trong Bootstrap. Chúng ta còn một cách khác để chúng ta tạo panel nữa. Ví dụ chỗ này chúng ta sẽ tạo một panel. Trong panel hidden chỗ này, cái phần tiêu đề chỗ này chúng ta sẽ đặt nó bên trong một cái thẻ H. Chúng ta có thể dùng thẻ H để chúng ta tạo tiêu đề để nhấn mạnh cái phần tiêu đề của chúng ta. Ví dụ chỗ này chúng ta có thể sử dụng thẻ H1 để chúng ta tạo phần tiêu đề. Vậy là đối với cú pháp này, bạn thấy là cái phần hidden của chúng ta vẫn giữ nguyên, chỉ có cái là cái tiêu đề này là chúng ta cho nó vào bên trong thẻ H để chúng ta nhấn mạnh đây là cái phần tiêu đề thuộc dạng là H1. Còn phần nội dung của box thì vẫn giữ nguyên trong last là panel body. Đây là một cách tạo khác của phần panel, nhưng chúng ta có nhấn mạnh cái phần tiêu đề là chúng ta cho nó vào bên trong thẻ H1. Bây giờ chúng ta lưu lại, chúng ta chạy thử lại. Thì đây là cái phần tiêu đề của chúng ta, nó nằm bên trong thẻ H1. Do đó là cái phần tiêu đề này nó hơi to, nó đậm lên và nó hơi to. Chúng ta sẽ định dạng lại cho phần tiêu đề. Ví dụ các bạn có thể xài H4 hay là H3, H2 gì cũng được. Ví dụ chỗ này chúng ta xài H3. Nếu chúng ta xài H1 thì chúng ta phải định nghĩa lại thẻ H1 này cho kích cỡ chữ nhỏ lại. Ví dụ đây là phần tiêu đề của H3. Bây giờ chúng ta định nghĩa cho phần H3 này, ví dụ nhỏ lại. Mặc định thì thẻ H là nó sẽ có một cái margin. Chúng ta sẽ định nghĩa H3. Margin này ví dụ là 0 pixel.
Bạn thấy bây giờ cái phần tiêu đề của chúng ta là nó không có bị hở phía trên nhiều. Nếu bạn thấy lớn thì các bạn có thể định lại cái size chữ của H3 này. Ví dụ như là chúng ta cho font size 14 pixel. Ví dụ chúng ta cho phần tiêu đề này là nó chữ chữ in. Đây là phần tiêu đề của chúng ta. Ví dụ là 16 pixel. Chữ đậm. Chúng ta cho phông trừ quay là bold. Vậy là chúng ta có được phần hidden này, và phần hidden này nó sẽ là một cái thẻ hắc. Thì đây cũng là một cách khác để chúng ta tạo một panel. Thì đối với panel này là sau này ứng dụng của nó là chúng ta sẽ tạo ra các box bên trong website của chúng ta. Ví dụ bên trong website của chúng ta có box ví dụ như là box thành viên. Thì cái này các bạn có thể áp dụng panel vào, ví dụ như là box tư vấn, rồi box chính sách quy định, hay là box thông tin, hay là box tiện ích, hay là box dịch vụ thiết kế web, hay là box nhận thông báo, hay là box liên kết với website hoặc web giá rẻ. Thì đối với phần last này là chúng ta có thể sử dụng last panel default, vì mặc định panel default của chúng ta là nó sẽ là màu xám trắng chỗ này. Trong phần panel chúng ta còn một last nữa. Chúng ta có panel heading, chúng ta có panel body, đồng thời chúng ta có thêm một phần nữa, đó là panel footer, đó là phần đuôi của cái box của chúng ta. Giống như là chúng ta có phần top, rồi phần center và phần bottom. Do đó chỗ này chúng ta có thể có thêm một div class panel footer. Nếu chúng ta muốn có thêm phần footer thì chúng ta sẽ định nghĩa thêm phần footer vào. Thường thì cái phần footer này là chúng ta sẽ ít dùng. Một cái box thì có phần đầu, phần nội dung và phần đuôi. Thì đối với phần đuôi này nếu bạn nào muốn dùng thì chúng ta có thể sử dụng thêm lát này vào. Thì đây là cái phần đuôi của cái box, phần hidden, phần chứa nội dung của box. Và đây là phần footer của cái box này. Thì đó là bài thành hôm nay của các bạn, là chúng ta sẽ tìm hiểu về đối tượng panel trong Bootstrap. Đối tượng panel này là chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều trong phần thiết kế giao diện web bằng Bootstrap. Chúc các bạn thực hành bài lát này thành công. Chào các bạn.